mua lại cho bạn không? Dạ không mua thì sao thầy ạ? À? Bây giờ đưa 50.000 là cầm tay. Hết hàng. Bán xong cái ông rồi vậy. Mình nói cái bán hàng gì mày lên nó hiền thế. Bán hàng là chúng ta phải bán. Hết mình. Hết mình. Người ta chỉ mua hàng những người vậy. Hết mình. Ok. Sẵn sàng chưa bạn ơi? Sẽ có nói gì bán. Sẽ gì? Bán hàng này. Hai hộp 70.000. Bán lựa vô không ai được.
35 ngàn mà gửi xe lên lỗ sao không nội? Hôm sau đi. 35 ngàn gửi xe. Lớp sau. Gọi lớp sau đi. 35 ngàn gửi xe chết á. Ủa hết luôn hả? Còn mấy cái bịch này sao không ăn? Xeo ốm đi, xeo ốm đi. Xeo đi. Xeo xeo, lỡ đại lại lên, xeo lên. Bây giờ xeo nè, bây giờ xeo 2 ngàn, 3 ngàn. Bây giờ xeo 3 chục. Điểm phút 3 cái chỗ này nó bán nhiều hội luôn. Ok, stop. Ủa gì? Cô đứa gì cô? Số 9 đâu? Số 9 đâu? Số 9 đâu? Thất bại đấy, thằng nào đó thành công á. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp bạn gái, gặp bạn trai, mà mình rất là cảm thấy là cái cuộc hẹn đó mình chính là một người rất tốt. Tôi rồi, tôi. Cảm ơn. Dạ. Em xin chào, em là Thác, đang là nhân viên của Bikini và em có 5 năm kinh nghiệm trong ngành sự kiện. Thật ra thì cái ngày sự kiện này nó đến với em cũng là một cái bất ngờ thôi. Thật ra là cái lần đầu tiên mà mình đi theo là năm lớp 2. Thật ra là cái chị nghe mà thì thấy các bạn là nó hơi do cái thực tế mà lúc này thì chúng ta có cái mời á, không có cái chọn cái là cái này là cái đưa ra và nó cứ theo luôn cái quy trình này nó là một bậc cao. Có em là Đông Phương là cô bé lớp 2 đến lớp 10 em mới hết hết và sau đó tất cả những cuộc tình đây là Đơn Phương. Rồi sao? Nhớ đó nè, có rất là nhiều đêm, rất là nhiều ngày mà mình viết ra những cái dòng văn, dòng thơ để gặp anh ta, nhưng mà mình không dám, mình chưa bao giờ mình thổ lộ được cái tình cảm đó. Rồi. Phải đến cái ngày mình còn đại học. Cái gấu này là bán cho bông mi mà được. Mình phát hiện ra là thực ra là mình có khả năng là thấu hiểu tâm lý của người khác, có khả năng là có chuyện của các bạn gái mà không phải là mình yêu, nhưng mà okay, tình cảm của người ta có thể là không thích lý giải tại sao mà bạn đang gặp những vướng mắc này, nó trở ngại đó với người bạn. 3 phút nữa mình hiểu được gì đó, nhưng mà mình chỉ biết được ra, mình chỉ nói cho người ta chưa bao giờ nói chuyện với mình thì có một cơ duyên là em chọn đây. Nhưng mà mình sẽ mua để mình vì nó dùng những gì đó là những gì.
Rồi ba cách để mình chuẩn bị mà ba câu nói nào đó để đúng đúng trái tim đối phương trong lần đầu tiên, đó là cái giá trị mang lại. Và câu nói này tìm được cái khúc này, đánh giá nó rất là dễ tìm, thứ nhất là không quên cô đó, không quên
bữa sau đây càng khó hơn nữa chị. Bài khó cuối cùng là con màu đen. Cái màu đen thậm chí tới mình chơi bằng kia được. Đấy. Và đây là cái nhà sản xuất đưa ra. Nhưng mà khi mà em đã chơi trong quá trình trải nghiệm á, em phát hiện ra những cái nào rất là thú vị. Ví dụ như cái nồi này mình đổ ra, mình xếp lại trong này, có thể là khó thôi. Có những cái này em xếp rất là nhanh. Và mình lúc đầu mình đã mất 2-3 tiếng mới xếp được chỗ này. Và sau khi chơi này mình phát hiện ra là có những gì ạ. Nó cái mà ví dụ kiên trì của mình, có kiên trì hay không, có kiên nhẫn để chơi cái nồi này không? Ai không rửa? Bể đổ như đây, đúng không ạ? Ai không rửa? Kiên trì hay không? Và ngoài ra có những cái trò chơi khác mình trải nghiệm. Cuối cùng á, mình chơi cuối cùng mình không dùng điện thoại này, và đặc biệt này thì không dùng điện thoại, không có sáu điện thoại, bây giờ đây vẫn là nhiều. Và đặc biệt cái này ở trên chỉ ghi những công cụ này thôi, có những người họ mua đến 500-700 người ta bán được những cái giá như thế. Đối với khi em bán, nó chia sẻ với các kiến thức của họ, ai cũng mở này để mua cuối cùng thế. Và đặc biệt hôm nay nếu như ở đây những công ty nào đã được mình đăng thì cái trò này chỉ có 6 bộ thôi ạ. Và đặc biệt hôm nay những công ty đó lấy giá 500-700 nghìn bạc và đi mua cái này tương đương với 1 buổi ăn buổi nhậu cho nên mình đâu những cái tiền có tiền đúng không ạ? Những buổi nhậu thì chịu rồi thì không biết, nhưng mà có cái dành cho con thì lại tiếp tiền. Và sau khi chơi này, cái anh chị nào sẽ hưởng này, em sẽ dành cho chị, chứ không được biết một tiếng. Anh chị nào có chuyện này, em chia sẻ nhiều hơn về những cái thời gian của cho con là gì. Và cái tập phát của con chơi này, nó ngoài cái tưởng tượng của trong đại ca cô lô này nữa. Thì sau khi chơi này, hiện ra. Và mình cũng được một số hầu thì các chị khác khi chơi với con, nó cũng thấy không có thật kiến, nó có những cái khác, những thứ khác ở cùng hành số. Có thể cái sản phẩm ra ngoài tình trạng rất ít, bây giờ anh chị mua mà không có rồi. Đưa má thân trước. Anh mua được không? Mày mua thằng chú. Mày
không sao. Số 8 lên lại. Vâng, cái người nhân dân này là khó nhất. Rồi. Anh chị đã nghe mấy cái sữa đây chưa ạ? Chưa. Bao nhiêu anh chị nghe rồi ạ? Muốn tìm cái này mua sang nhà mua đâu mua ấy mà mình không có bụng nữa thì mình cũng muốn rồi bữa nay em tặng anh đi mua tặng này cái cái này một con su quá hả? Còn 2 phút nữa. Hay rồi, hay rồi. Ok kìa. Ok không? Nói tôi. Mua rồi, mua đi. Mua xuống em. Không ra. Phải lạo, lạo quá. Em thấy thế nào? Lạ rồi cái gì ơi. Nhưng mà em có con có thích uống không? Em có uống không? Dạ, có thích. Em thấy thế nào? Cũng được nhưng mà em không thích ngọt. Có thích cà lưỡi ngon. Thank you.
Chị, em với chị chia đôi. Em với chị vô đôi. Mua chung đi. À, không em mua dở. Thì em chị mua chắc cũng đôi. Thì lấy cái hộp đi, em lấy cái bịch cho được. Nha. Đúng không? Đúng không? Hai anh em mình. Không, hai anh em mình nha. Rồi. Hai anh em mình hả? Thôi chị, em bên này. Em bán em hộp. Em mua 2 hộp đó thôi. Cái này đúng không? Không, cái này chị. Bây giờ chị sẽ ghi số. Ghi số. Rồi, ok. Không phải là măng tròn mà bán lỗ luôn. Đó là măng tròn. À, đây là làm những cái. Rồi, ok. 1 2 3. Bắt đầu. Là nắng hoàn toàn tự nhiên. Thì cái thời gian các bạn làm sao phải vậy đó. Bạn chuyên nghiệp hay là bạn đã trong một cuộc chơi. Bạn đã đi chơi đi trong nguyên rồi. Ủa giờ chị không có hàng hả? Chị đưa ra có hàng hả? Chị đưa ra 5 viên kiếm.
Em là Đỗ Minh Trương, em mua chai ủa? Mua cho vợ. Mua chai mua được không? Dạ. Em ở đâu? Em ở giờ ở trong khu đó mà đâu có ngủ hàng vô được. Khu em là riêng biệt, đâu có cho người lạ vô được không? Em ở đâu? Chị lên cho em số đi. Em số em rồi nè, đứng nè. Rồi. Mai chị có hàng hay chừng nào chị có hàng? Dương không? Số nhà 118 nè, số nhà 118 khu biệt thự Ecolex. Dạ. Đúng không? Ừ. Em là bên đây em làm cái đó đúng không? Bên cái trước rồi mắc hơi thường thôi. Đây bên hai đó tôi lại nắm cái ứng thử trước đây nhá. Xong để ok tiếp theo chị giáo cho cả sạch luôn. Nhưng mà chị mua chắc cũng thôi cứ là giao em quyền sách luôn đi. Đi nào em sạch luôn đi. Ờ, giao quyền sách luôn đi. Cứ gọi em số này trước khi vô gọi em số này em ra em nhận. Chị đang làm ở miền Bắc bán nhưng mà các bạn sao? Ủa chị làm miền Bắc mà sao chị trời ơi. Trời ơi, sát bên đó mệt quá. Để em xin số địa chỉ. Dạ. Kinh doanh tiệm thuốc tây ở nhà, và trong quá trình kinh doanh thì mình nhận thấy một cái vấn đề, tức là cái nhu cầu về cái sản phẩm chức năng gan cũng rất là cao, và trong số tất cả những cái loại mà mình đang bán ấy, thì khi mà thầy bảo là mình sẽ chọn một cái sản phẩm thì tôi có thể mình nghĩ ngay đến cái sản phẩm là Bovenia Plus. Đây là một cái sản phẩm giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Về cái thành phần chính của nó thì nó có chất xuất từ cây Ovedia, là một cái cây nó mọc chủ yếu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, và nó được nghiên cứu là một trong những cây giảm độc gan tốt nhất trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó thì có cái chất xuất trồng sau giúp mình tăng cường và sức khỏe. Giải độc của Việt Nam, và như các bạn biết thì mình cũng đã từng biết từ ngày xưa, tức là ở Việt Nam mình cái tỷ lệ ung thư gan là mắc cao nhất trên thế giới, và tỷ lệ mỗi người phải ra đi hàng năm là khoảng 20.000 người trên một năm ở Việt Nam, và cái tỷ lệ mắc mới ở Việt Nam mình là 15.000 người. Nên là mình nghĩ đây là nó xuất hiện từ cái việc mình mà Việt Nam mình là một trong nước tiêu thụ bia rượu lớn nhất thế giới, nên là cái tỷ lệ khi mà mình uống bia rượu nhiều thì cái gan mình nó không đào thải được, và đó là một trong những cái nguyên nhân là nó làm tăng cái tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam. Còn 3 phút nữa. Và hiện nay thì mình đang bán cái sản phẩm này ở nhà thuốc mình là 180.000, và mỗi tháng mình bán được khoảng 50-60 hộp, và nó bán được vào con số cao rất là nhiều những cái sản phẩm chức năng gan ở Việt Nam. Và tính ra viên thì nó khoảng hộp này là 50 viên, tính ra một viên là khoảng 5.000. Và nếu mà bạn uống để tăng cường chức năng gan hàng ngày á, thì bạn mỗi ngày bạn chỉ cần uống một viên thôi. Như vậy mỗi ngày bạn uống tốn mất 5.000 để có thể tăng cường chức năng gan của mình. Còn đối với những trường hợp mà đi uống bia rượu ấy, thì trước khi đi uống bia rượu mình uống 2 viên, và sau khi uống bia rượu mình uống 2 viên.
thì coi như là mình cũng tức là gan rất là khỏe, gan hải diệu rất là tốt. Và cái này đã được chứng minh và mình đã được những người ở quanh đấy là đàn ông con trai họ hay điều rượu ra mua nại rất là nhiều, nên là mình nghĩ này là sản phẩm nó rất là tốt. Và ở trong số anh chị bạn bè đi chơi đây ở đây thì mình sẽ bán đến mức giá ưu đãi là 150.000 một hộp và giảm được 30.000 so với mức giá mình bán cho với những người dân những thân thiết của mình ấy. Thì ở đây có bạn nào sẵn sàng là mua sản phẩm này không ạ? Dạ. 150.000 nếu mà mình uống mình uống mỗi ngày, mình uống một viên thì hộp này mình uống được một tháng. Còn khi nào bạn trước khi bạn đi nhậu đi tiếp khách hàng thì bạn uống 2 viên và sau đó bạn về bạn uống 2 viên nữa thì bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe mạnh. Cái điều này là mình trải nghiệm thực tế từ khách hàng của mình trải nghiệm. Và khi mà nhập cái sản phẩm này, tại vì mình vào miền Tây nên là trước khi nhập cái sản phẩm thì mình có nghiên cứu rất là kỹ. Một phút nữa không dùng cho những người bình thường như em thì đang uống một ngày một viên, người bình thường có thể cải thiện cao giải độc gan như thế này. Bởi vì cái gan là cái trong một cái năng lượng rất là quan trọng để có thể sản phẩm và nó làm gan mình sáng khỏe hơn. Dạ không, một lần trình thì uống khoảng 3 hộp. Thì trong số các bạn ở đây thì mình có thể lại giá 150.000. Và mua dây nữa. Vâng, bây giờ mình các bạn nào khác mua thì mình sẽ để lại giá đó ạ. Dạ, vâng. Có một bạn mua đây. Đúng đấy. Đúng đấy. Đúng rồi. Bạn thật thế này. Tốc độ nhanh hơn chứ. Vâng, dạ. Dạ, bạn có ai đi uống bia gì không ạ? Mình nghĩ là sản phẩm này nó có thể rất là phù hợp với bạn. Nếu mà bạn uống một viên một ngày. Mua luôn. Dạ, cảm ơn bạn. Mình còn một hộp nữa ạ. Dạ. Quá tuyệt vời, cái này là gì? Giá độc gan. Giá độc gan. Quá tuyệt vời. Sản phẩm này nó có hiện tại em đang là nhân viên phân tích thị trường của công ty tư vấn kinh doanh. Công ty của em là công ty đã hoạt động 7 năm ở trong ngành tư vấn kinh doanh. Riêng em thì đã có 1.5 năm hoạt động ở trong cái lĩnh vực này. Thì đầu tiên là cái sản phẩm của em muốn bán ra ngoài là sản phẩm du lịch của ngoài, thì thấy nó không phù hợp với gì ở đây. Và sẵn đó thì em đã có kinh nghiệm ở trong làm thị trường rồi. Và hai cái này là cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và nhất là những người mới bắt đầu kinh doanh như anh chị là. Thì mọi người có biết một cái câu đó là mọi người có nhớ mà thông tin đó là mà trong cái thị trường biến đổi hàng ngày, nhưng là thị trường hiện nay á có rất là nhiều mặt hàng mà nếu như mình là một người bắt đầu kinh doanh, mình không nắm được về cái sản phẩm của mình, ai đang là đối thủ của mình, cái sản phẩm nào nó đang là xu hướng, cái thị trường nó sẽ tăng trưởng như thế nào, nó có tiềm năng hay không, nó có cơ hội hay không, thì mình rất là dễ bị thất bại. Đó là một trong những lý do tại sao 95% các cái doanh nghiệp khi mà họ bắt đầu đi ra startup họ thất bại. Tại vì sao ạ? Họ rất là thiếu thông tin về thị trường, họ đứng từ vai trò của cái người mà phát triển sản phẩm chứ họ không có đứng ở chỗ mà thị trường cần cái gì. Và đó tại sao em đưa ra cái giải pháp của em cho anh chị, đó là thứ nhất, giải pháp đầu tiên đó là giải pháp về đối với những ai đang băn khoăn cái sản phẩm mình nên kinh doanh, đó là cái gì. Em sẽ đưa ra quay về những cái mặt hàng và những cái ngành nó sẽ có xu hướng tăng trưởng mạnh ở trong tương lai ngắn là 1 năm, 2 năm và 5 năm tới. Bắt đầu mở của đó là đối với những anh chị nào đã có sản phẩm rồi thì em sẽ làm một cái nghiên cứu thị trường cho cái sản phẩm đó. Và thông tin ở trong cái nghiên cứu của em sẽ bao gồm những cái thông tin, ví dụ như là kích cỡ thị trường, mình phải biết được cái kích cỡ thị trường đó nó có lớn hay không,
mà mình thứ nhất có cái hàng sản xuất phù hợp với kích cỡ, phù hợp với cái nhu cầu của thị trường, thứ hai xu hướng tăng trưởng của cái sản phẩm đó trong tương lai nó sẽ như thế nào, cái thứ ba những cái chính sách, những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái ngành đó, ví dụ như là những cái đối những cái ông lớn ở trong cái ngành đó họ đang áp dụng cái chiến công nào, cái chiến lược của họ là cái gì đó, và cái rào cản đối với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mới bắt đầu đi vào cái ngành đó, đó là cái gì, và cuối cùng những em rẻ đi anh xếp gọi là đánh giá cái sản phẩm của mình so với cái đó là mình sẽ có những điểm mạnh nào, những cái điểm yếu nào so với cái cơ hội của thị trường và những cái thách thức của thị trường, thì mình sẽ có những cái đặc điểm nào, đó là những cái điều quan trọng, đó là cái mô hình sinh quốc đó mà anh chị từ đó, tại vì một cái ngành nó có thể có là cơ hội đối với một người, một doanh nghiệp, nhưng mà đối với doanh nghiệp khác nó lại khác, nó là tùy thuộc vào sản phẩm của chúng ta, điểm mạnh điểm yếu của chúng ta ở đâu. Và ban đầu á, cái giá mà bất kỳ công ty nghiên cứu thị trường nào, anh chị có thể gọi hỏi thử giá của họ sẽ từ 2.000 đến 3.000 thôi. Nhưng mà hôm nay đối với anh chị ở đây, em biết là mọi người có rất là ít tiền, không có nguồn lực tài chính, không có nhiều, em có 5 triệu, có chị muốn sửa và hiện tại tại vì cái này nó là một dự án nó đi dài hạn, nó sẽ đi khoảng chừng 1 tháng 2 tháng, nên là mọi người chỉ cần tập trung hiện tại thôi. Sau buổi này và hôm nay luôn, mọi người ở đây sẽ là những khách hàng đầu tiên của em kìa. Hôm nay em làm ở đây 1.5 năm trong cái ngày này rồi, dự án đã làm lên tới con số 10 mấy dự án rồi, nên mọi người là khách hàng đầu tiên của em, con số nó sẽ là 5 triệu 4 triệu 5 triệu 5 triệu 5 triệu. Nếu em có một cái kiến thức hướng dẫn cho anh chị làm sao mà
Tôi À, nếu mà anh chị muốn nhận iPhone thì anh chị có thể liên hệ với em đây thì cho số thông tin email, số điện thoại của anh chị thì sau này sẽ gửi qua cho chị. Cảm ơn anh chị. Và hỏi cho anh chị là trong quá trình mình đã từng mua quà Tết cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình thì cho tôi đó tôi ạ. Thôi. Vâng. Không biết là tiêu chí mua quà Tết như thế nào. Còn 2 phút nữa. Còn 2 phút nữa. Chúng ta ai cũng muốn mua quà cho sếp, cho đồng nghiệp, cho người thân, cho những người mình muốn gửi cái quà đó thì mong muốn mình mang cái giá trị mình muốn gửi tới, cái thông điệp, cái ý nghĩa mình muốn gửi qua cái món quà họ, đúng không? Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ là em có một cái sản phẩm có thể giải quyết được các cái vấn đề như là chị thấy vừa mới chia sẻ, đó là về nguồn gốc chất lượng hàng hóa, về cái giá trị, cái lợi ích của nó. Em có giá trị mong muốn giúp đó là vấn đề sức khỏe. Em mong muốn rằng mình sẽ gửi tặng cái món quà này cho cái người thân, người đồng nghiệp, gia đình của mình và thể hiện ý nghĩa của mình là mong muốn họ có một sức khỏe tốt hơn, muốn họ tăng cường sức đề kháng hơn, mong muốn họ là có một sức khỏe toàn diện để đồng hành với chúng ta, để tìm kiếm cái sức khỏe, đúng không? Thì em muốn chia sẻ luôn là hiện tại em có sản phẩm là trà là sải khô. Quả trà là này là bởi vì còn một phút nữa, hoàn toàn là một phút nữa thì đặc biệt cái hàng trà là để chia sẻ là tại vì nó có hàm lượng đường glucose và glucose cực kỳ cao, vì như vậy nên là những người lớn tuổi hoặc là những em bé mình sẽ ăn rất là dễ dàng, không có ngán tại vì nó không có đường, và cái đặc biệt là nó rất là nhiều vitamin khoáng chất, nó giúp cho mình tăng cường sức đề kháng, giống như là hỗ trợ những cái bệnh tim mạch, chất tiểu đường. Thì nó bạn cần nói nữa, nói nhiều quá đi chốt hàng đi. Hôm nay thì em có người cái này chốt hàng dưới đây bên chị luôn là công hợp như thế này. Cái hàng của nó là loại cửa hàng là size to nhất mình nhỏ nhất để đem về, thì giá của họ hiện tại là nhá công hợp của mình còn 30 giây nữa. 30 giây nữa. 30 giây nữa. Chị thấy mà mình cảm thấy là cái học bài này rất tuyệt vời đó tôi ạ. Mấy anh chị học bài tuyệt vời đó tôi ạ. Rồi. Và bao nhiêu anh chị mong muốn là mình sẽ hướng qua để tặng cho người thân gia đình mình cái tay đó tôi ạ. Mấy anh chị cảm thấy mong muốn nếu mà không nói về vấn đề về tiền bạc, mấy anh chị mong muốn ạ. Không nói về tiền bạc, mấy anh chị em muốn ạ. Thật sự mong muốn đứng lên cho em ạ. Thật sự mong muốn hay không muốn? Thật sự mong muốn đứng lên cho em ạ.